Hi everyone, do you remember me? It's Miss Nhung again. Xin chào mọi người, lại là cô Nhung. Và lần này thì cô sẽ đồng hành cùng mọi người qua unit có chủ đề là Wildlife. Thì trước khi mà bắt đầu với cái chủ đề Wildlife này thì cô muốn mọi người hãy cùng cô theo dõi một video ở trên YouTube trên trang BBC Learning English để chúng ta cùng học một số những cái idiom liên quan đến animal. Thật ra thì về ngữ nghĩa thì nó không liên quan gì, nhưng trong cái idiom đấy nó có chứa tên một loài, một vài loài động vật, thực vật, ok, động vật, sorry. Đó, thì cô muốn là mọi người hãy cùng xem với cô. Và cái rules của trò chơi này đấy là người ta sẽ show cho mình, nó giống như kiểu đổi hình bắt chữ mọi người nhá. Thì người ta show cho mình khoảng 3-4 bức tranh. Đó, và người ta sẽ có thời gian là 15 giây để cho mình đoán cái idioms đó nghĩa là gì. Đó, đổi hình bắt chữ và sẽ đoán trong 15 giây. Ok, rồi mọi người hiểu là chơi rồi nhỉ? Yes. Đối với idioms, nếu như mình sai một chữ hoặc thiếu một chữ thì xôi hỏng bỏng không. Cho nên là, yeah, zero correct. So if you have one correct answer, you're gonna be a bird drain. Bird drain means you're a stupid person. So I'm extremely stupid person. So two correct answers means you are not bad. Cool. Okay, with 3-1. So you are brain box. Brain box means you are such a intelligent, brilliant people. You are such a brilliant person. Okay. Now everyone, any of you guess three correct answers? Rồi, yeah, just for fun, mọi người ơi. Giờ bây giờ chúng ta sẽ quay về bài học nhá. Rồi thì chúng ta đã được học một vài cái idioms rất là hay đúng không? Nha, yeah, chúng ta có mọi người nhớ được cái idioms nào không? Cô thì cô nhớ nhất là cái gì nhỉ? From cái straight from the horse mouth, tức là kiểu không may nói ra một cái điều gì đấy mà kiểu by mistake ấy. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào unit Wildlife và chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bài reading. Rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với bài reading. Thì bài này nó là một dạng bài word form mọi người ạ, chia dạng đúng của động từ. Thì chúng ta có bốn động từ, đấy là to be này, to pay, to rise và to work. Thì mọi người đều biết nghĩa của bốn từ này rồi đúng không? To be thì là động từ to be thôi. Ok, nào mọi người ơi, có mấy dạng của động từ to be nhỉ? To be nếu mà ở hiện tại đơn đi nhá, con nói hiện tại đơn đi, thì nó có mấy dạng đây mọi người? Am, is, are, right? Yeah, very good. Rồi pay, to pay có nghĩa là trả cho cái gì đấy đúng không nhỉ? Pay for something, right? Rồi to rise là tăng đúng không? Và mọi người nhớ cho cô nhé, to rise là nội động từ. Thì đằng sau rise sẽ không có tân ngữ nhá.
Okay, sunrise, the sunrise, mặt trời mọc, the sunrise, mặt trời mọc. Đó thì không có cái gì đằng sau chữ rise hết, người ta gọi đấy là nội động từ, to work, làm việc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điền nhá. Now, by 2030, the percentage of the population age of 65 or older significantly to more than 30%. Mọi người ơi, ở đây đấy là trước, tính cho đến trước năm 2030 thì cái phần trăm dân số mà 65 tuổi hoặc là già hơn, tức là nhiều hơn 65 tuổi thì làm sao đấy, hơn 30%. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ phải điền động từ gì đây nhỉ? Mọi người comment cho cô cái động từ trước đã nào. Mình chưa cần chia nhá. Chúng ta comment trước cái động từ mà mọi người dùng cái đã nào. Nào, mọi người dùng động từ gì đấy nhỉ? Very good. Rồi, chúng ta sẽ dùng rise, đúng không nào? Ok, dĩ nhiên là chúng ta sẽ dùng rise rồi. Tăng lên, đúng không? Tăng mạnh. Yeah, significant means sharply, đúng không? Tăng đáng kể, tăng mạnh. Rồi, và ở đây mọi người nhớ nhá là chúng ta có một cái hint, một cái gợi ý để ra được cái thì. Đấy là cái cụm by cộng với 5. Thì ở đây, mọi người ơi, by cộng với 5, một cái năm ở trong tương lai á, thì chúng ta sẽ phải dùng cái thì gì mọi người nhỉ? Mọi người comment thật là nhanh cho cô cái thì đấy nào. Thì gì ở trong tương lai mà có sử dụng by, tính cho đến trước khi, ok, một hành động xảy ra và hoàn thành trước một thời điểm ở trong tương lai thì chúng ta sẽ dành thì, dùng thì. Đúng rồi, hiện tại hoàn, đúng không? Hiện tại hoàn thì chúng ta đã có công thức đấy là will have cộng với phân từ 2 của rise, đấy là risen, right? Chúng ta sẽ làm được câu đầu tiên nhá. Tiếp theo, this means that fewer people, có nghĩa là ít người hơn thì như thế nào đó, và vì vậy thì fewer people là ít người hơn gì đấy gì đó. Income tax thì mọi người ơi, income tax là thuế thu nhập, đúng không? Thuế thì tức là liên quan đến tiền. Ok, tiền thì bao giờ mình cũng sẽ dùng cái từ pay, right? Ok, đúng không nhỉ? Thì ở đây chúng ta có thể dễ dàng điền được từ pay nhá. Cô chưa chia, cô chỉ mới điền động từ nguyên thể thôi mọi người nhá. Rồi, mọi người điền cho cô từ thứ hai xem chúng ta sẽ điền từ gì. Nào, dân số từ 65 tuổi để trở lên thì tăng. Vậy thì làm sao nhỉ? Ít người hơn, đúng không? Ít người hơn làm sao? Làm việc, đúng không nhỉ? Ít người hơn làm việc đó mọi người, đúng không? Yeah. Và chốt là ở câu 2 chúng ta sẽ điền work và ở câu 3 chúng ta sẽ điền pay. Right? Nào mọi người hãy cho cô biết rằng chúng ta sẽ dùng thì gì. Chắc chắn là mình sẽ vẫn dùng thì tương lai rồi vì nó vẫn đang nói về năm 2030. Một cái hành động sẽ đang xảy ra tại một thời điểm trong tương lai thì chúng ta sẽ dùng thì gì đây mọi người? Một hành động sẽ đang xảy ra tại một hành động, tại một thời điểm trong tương lai thì chúng ta sẽ dùng thì gì đây mọi người nhỉ? Đúng rồi, ở đây chúng ta sẽ dùng thì tương lai tiếp diễn. Very good. Và tương lai tiếp diễn thì sẽ có công thức là will be cộng với verbing. Và ở đây chúng ta sẽ chia là working. Tiếp theo chúng ta sẽ vẫn chia cái này ở thì tương lai tiếp diễn, đúng không nào? Bởi vì chúng ta còn nối bởi từ and. Từ and nó sẽ nối hai cái động từ mà được chia giống hệt nhau, đúng không? Rồi thì ở đây chúng ta sẽ là will be paying, right? Do là dân số già, đúng không? Cho nên là sẽ có ít người ở độ tuổi lao động đó và ít người sẽ trả thuế thu nhập. Thế tiếp theo nhá, trong tương lai, rồi cô đã gạch chân ở đây có cụm là in the future. Okay. It may be necessary for governments to increase the official retirement age to 70 or even older, right? Trong tương lai thì rất là cần thiết, đúng không? Có thể là sẽ cần thiết để mà chính phủ tăng cái độ tuổi về hưu, official retirement age là độ tuổi về hưu một cách chính thống đó mọi người, tức là kiểu public ấy, đến khoảng 70 và thậm chí là hơn nữa, tức là có khi là phải làm đến 75 tuổi. Đại loại là kiểu kéo dài cái độ tuổi mà người ta phải đi làm ra đó mọi người ạ. Đó. Ok. Tức là mọi người sẽ phải làm việc lâu hơn, đúng không? Thế cái điều đó thì đã actually happen, đó đã xảy ra rồi. Và thật ra thì ở Việt Nam chúng ta cũng đã tăng cái độ tuổi lao động lên rồi, đúng không? Như ngày xưa thì là đàn ông thì là 60, phụ nữ là 55. Và bây giờ thì đàn ông là 65 và phụ nữ là 60 rồi. Đó. Thì
đến 70 hay thậm chí là nhiều hơn thì cái đấy in the future have no idea, no clue, right? But yeah, might be. Rồi, tiếp tục. When today's a 30 years old, dot dot dot, okay. Mọi người để ý nhá, ở đây chúng ta có một cái cách dùng rất hay, đấy là 30 years old. Mọi người thấy người ta thêm S đằng sau chữ old không? Thì ở đây người ta chỉ người nhá mọi người nhá, người ta chỉ một cái, một group of people have the same features, tức là có cùng đặc điểm. Đây tức là sao nhỉ? Những cái người mà 30 tuổi, trong khoảng 30 tuổi nhá, quanh quanh 30 tuổi hiện nay, đó. Ở đây chúng ta phải gạch chân cái từ today's để mọi người thấy được rằng cái đó nó đang là currently nhá, currently at the moment, right now. Ngay bây giờ đây này, đúng không? Những cái người mà 30 tuổi thì làm sao? ... ở cái độ tuổi 60 và họ không thể gọi là gì, hưởng thụ cái cuộc sống mà xả hơi, cái mà cái thế hệ làm sao older generation, thế hệ lớn hơn có thể mong muốn khi mà họ give up work. Ok, đây chúng ta có từ give up means, ok, means stop, right? Tức là khi mà họ nghỉ ngơi hoặc là dừng làm việc đó. Ok, rồi relaxed lifestyle có nghĩa là lối sống xả hơi nhá, nghỉ ngơi đó. Thì ở đây chúng ta sẽ còn một một cái động từ mà chúng ta chưa điền, đúng không? Đấy là to be. Vậy thì mọi người, theo mọi người thì ở đây chúng ta sẽ chia ở thì gì? Ok, cái thì mà dùng để diễn tả cái hành động hoặc là sự việc mà xảy ra như một sự thật hiển nhiên. Fact, truth thì chúng ta sẽ dùng thì gì mọi người? Tức là hiện nay đúng thật sự nhá, trên thực tế nhá, là những cái người mà trong khoảng 30 tuổi like me, đúng không, là như kiểu cô này thì đó, đang sống như là những cái người làm sao, thì là những cái người mà ở độ tuổi 60 đó. Tức là kiểu làm việc kiểu work around the clock ấy, làm việc rất là busy, rất là bận rộn đấy, không có cái hy vọng là được xả hơi gì cả, đúng không? Nào, ok, rồi, very good. Rồi chúng ta ở đây sẽ chốt là chúng ta sẽ điền hiện tại đơn nha mọi người nha. Chúng ta sẽ điền là alright. Bởi vì ở đây là một nhóm người cho nên là mình phải chia số nhiều mọi người nhá. Mình không được chia là is nhá. Ok, rồi và thêm một cái, đấy là nói về sự thật thì chúng ta sẽ dùng hiện tại đơn. Vậy thôi, ok. Rồi đó, thì luyện tập một chút về cái chia động từ để mọi người nhớ lại một số cái thì mà chúng ta thường không hay dùng lắm. Đấy là thì tương lai hoàn. Tương lai hoàn thành là một cái thì mà chúng ta rất ít khi dùng. Tuy nhiên là trong văn viết hay là trong nói thì thật ra cũng không dùng nhiều lắm. Nhưng mà trong viết thì thi thoảng chúng ta vẫn dùng nha mọi người. Nên là chúng ta remind một chút. Ok, now move to exercise 2. Sentence completion. Yeah, to complete the collocations, right? Rồi thì ở đây chúng ta sẽ hoàn thành câu và những cái từ ở trong câu thì nó sẽ ghép lại thành một cái collocations. Ở đây collocation means fixed phrase mọi người nhá. Fixed phrase. Fixed phrases, ok? Tức là những cái cụm từ cố định mà nó luôn luôn đi với nhau nhá. Anh không thể sống thiếu em không thể sống thiếu anh được, đúng không? Chúng ta bắt buộc phải dính với nhau, đúng không? Như thịt chó với mắm tôm ấy, đúng không nhỉ? Oh, just kidding. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với câu 1 nhá. Ok, chúng ta có 4 từ này. Animal, human, nature, natural, right? Rồi, thì ở đây tất cả những từ này, ok? Animal là danh từ, đúng không nào? Rồi, now human chúng ta cũng là danh từ, yes, ok. Nature, of course, it's a noun, đúng không nhỉ? Và natural nhá thì sẽ là tính từ, ok. Mọi người ơi, từ nature là danh từ của từ natural nhưng mà đọc khác nhá. Nature và natural, ok. Nature, natural, ok. Cùng là trọng âm thứ nhất nhưng mà phiên âm nó khác nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử làm câu 1 nha. Rồi câu 1 chúng ta sẽ có là is human dot 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 to want to find a solution to our problems. Rồi thì ở đây chúng ta có cái cụm mà cô nghĩ là mọi người nên học, đấy là find a solution to, được chưa nhỉ? Thì ngoài từ find chúng ta có thể dùng từ seek hoặc là seek hoặc là look for, thì có nghĩa là tìm một cái giải pháp, ok, và dùng giới từ ở đây sẽ là to mọi người nhá, giải pháp cho một cái gì đấy.
tìm giải pháp cho một cái gì đấy. Okay, I need to look for a solution to polluted environment, môi trường ô nhiễm đúng không nhỉ? Để giải quyết cái việc mà bị ô nhiễm môi trường đó. Okay, vậy thì bây giờ mọi người hãy điền cho cô đáp án của câu 1 nhá. Rồi, đương nhiên là mình sẽ không điền cái tính từ này rồi đúng không? Natural là loại rồi. Nào, cô sẽ ghép vào để mọi người thấy xem là cái nào thì hợp lý nhá. Human animal. Nghe cực kỳ là meaningless, meaningless luôn đúng không? Human, human chắc chắn không đúng rồi. Thì of course chúng ta chỉ có một từ thôi, đấy là human nature, right? Okay. Rồi, thì human nature thì mọi người có thể dịch đơn thuần nó là kiểu con người thôi. Tức là chỉ có con người thôi đúng không? Con người sẽ là những cái người mà tìm ra những cái giải pháp đối với những vấn đề của chúng mình. Okay. Rồi, very good. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu 2 này. Vegans, okay, do not use or eat any dot dot dot, okay. Nào, ở đây chúng ta sẽ phải tìm hiểu một chút về cái từ vegans này mọi người nhá. Rồi, chúng ta có từ vegan. Từ này là một danh từ đếm được số nhiều và nó sẽ hơi hơi giống nghĩa của cái từ okay, mọi người biết từ gì không nhỉ? Vegetarian, very good. Rồi, và từ này đương nhiên danh từ đếm được số nhiều luôn. Okay, rồi thì bây giờ cô sẽ giải thích với mọi người một chút nhá. Thì vegans và vegetarian đều là người ăn chay. Tuy nhiên nhá, vegan là những người mà ăn chay thường kỳ đúng không? Constant đúng không? Constant nhá. Những người mà ăn gọi là sao nhỉ? Ăn chay mà ăn chay kiểu như kiểu sư ấy. Đấy, thì là họ ăn chay trường, gọi là ăn chay trường đó. Còn những cái người mà vegetarian là những cái người mà ăn chay theo kiểu ngày một này hay là ngày rằm này thì họ ăn chay đó, thì mình gọi đấy là những người mà temporary thôi đúng không? Tạm thời thôi, ok? Đó thì đấy sự khác biệt nhá. Rồi, ok, những người ăn chay thì làm sao không sử dụng và ăn bất kỳ đồ ăn nào mà có được làm từ động vật. Đúng nhỉ? Thì ở trong bốn từ này chỉ có mỗi một từ. Ok, good job, animal, right? Là nói về động vật thôi, đúng không nhỉ? Animal products nghĩa là những đồ ăn hay là những cái sản phẩm được chế biến từ động vật. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang câu 3 này. I would rather be served by a dot 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 being than by a computer, right? Yeah, ở đây chúng ta có một cái cụm đấy là would rather sẽ cộng với một cái động từ nguyên thể không có to. Mọi người nhìn thấy ở đây người ta dùng từ be không? Đấy, đấy là cái động từ nguyên thể nhá. Verb infinitive thì cô ký hiệu đây là verb v-inf nhá. Xong rồi sẽ cộng với than và sau đấy thì sẽ cộng với một cái động từ nguyên thể khác và another verb infinitive. Rồi, ở đây chúng ta sẽ dịch là đó có nghĩa là thà cái gì hơn là cái gì. Thà có cái gì hơn là cái gì. Rồi, tôi thà được làm sao? Phục vụ, đúng không? Được phục vụ bởi một cái gì đấy being hơn là một cái máy tính. Ok, nào mọi người hãy cùng cô đưa ra đáp án của cô ba nhá. Nào, Animal being is just... Cô thật sự chưa nghe thấy cái cụm đấy bao giờ. Human being might be, right? Nature being, no. Natural being, absolutely no, right? So we have human being, right? Human being nha mọi người nha. Human being my a person, right? Nó là con người ý. Đó. Thà được phục vụ bởi con người hơn là máy tính, đúng không nhỉ? Ok, rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu 4. Câu 4 có rất nhiều từ mới nhá. Rồi chúng ta sẽ có là I am constantly amazed by how beautiful and how destructive mother dot 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 can be. Tôi thì làm sao nhỉ? Constantly ở đây cô đã để rất là nhiều synonym cho mọi người rồi nhá. Constantly means regularly, means continually, nghĩa là gì nhỉ? Mọi người comment cho cô nhá. Mọi người comment cho cô cái cụm constantly nghĩa là gì bằng tiếng Việt nào. Nó sẽ đồng nghĩa với regularly này, continually này. Làm sao nhỉ? Một cách gì nhỉ? Liên tục đúng không? Một cách thường xuyên. Ok. Đó. Tôi thì luôn luôn liên tục đúng không? Tôi lúc nào cũng làm sao? Be amazed sẽ đồng nghĩa với là be impressed
hay là be surprised, okay? Nó có nghĩa là kiểu ấn tượng này, tôi luôn luôn, lúc nào tôi cũng bị ấn tượng bởi, okay? Và ở đây lại có quay về một cái kiến thức mà chúng ta đã được học từ bài 1 bài 2 rồi, đấy là tính từ đuôi ed và tính từ đuôi ing, được chưa nhỉ? Thì ở đây chúng ta có be amazed thì sẽ khác với be amazing ở điểm nào, okay? Thì ở đây cô sẽ giải đáp cho mọi người nhá. Rồi be amazed thì nó sẽ dùng để miêu tả về sao nhỉ, về trạng thái cảm xúc của một người, đúng không, để miêu tả people, right? Còn amazing thì để miêu tả về đặc điểm hay là về một cái appearance của một một cái quang cảnh này, hay là thường là người ta miêu tả về danh lam thắng cảnh, đúng không? Về một cái thứ gì đấy mà nó thật sự là ấn tượng, nó thật sự là đẹp á mọi người. Ok, thì chúng ta có thể ghi ở đây đơn giản là things thôi nhá. Ok, rồi và từ amazing thì nó bằng với từ astonishing. Astonishing, từ này rất là hay mọi người nhá. Từ này là ở cấp độ C2 á, thì mọi người hãy cố gắng nhồi nhét cái từ này vào để chúng ta sử dụng nhá. Ok, ví dụ như là mọi người có thể miêu tả về một cái landscape nào đó mà nó astonishing, ok, astonishing mọi người nhá. Rồi mọi người đọc cùng cô Nhung nào, ok, astonishing, one more time, astonishing, last one, astonishing. Well done, rồi. Và bằng với từ be stunning cũng là một từ khá hay nhá. Ở cấp độ khoảng B2, C1 gì đó, ok, be stunning. Rồi, rất là ấn tượng, rất là đẹp, ok, đẹp, hùng vĩ đấy, đẹp, rất là đẹp luôn đó. Ok, và có từ destructive. Destructive means damaging and devastating. Có nghĩa là kiểu, gọi là gì nhỉ, bị phá hủy ấy, rồi là bị tàn phá, đó. Thì ở đây câu 4 sẽ dịch là tôi thì lúc nào cũng gọi là bị ấn tượng bởi cái sự gọi là đẹp đẽ này, và sao nhỉ, và cái sự tàn phá. Thực ra thì hai cái từ này đi với nhau nghe nó buồn cười đúng không? Ok, nhưng mà ok, whatever, tóm lại là như vậy nhá. Thì chúng ta sẽ có mother gì gì đó, mẹ thì sẽ là mẹ gì, animal à? Mother animal, no, mother human, no, mother nature, right, mother nature, mẹ thiên nhiên các bạn nhá, mẹ thiên nhiên. Ok, thì từ nature mọi người nên viết hoa nhá, vì thực ra cái nature nó là có được xem là một cái tên riêng, tên của mẹ, được chưa nhỉ? Ví dụ như là mẹ cô tên là Quý nhá, thì là mother Quý, thì đương nhiên là Quý phải viết hoa đúng không? Vậy thì đây cũng như vậy, mother nature thì nature thường viết hoa nhá. Rồi mẹ thiên nhiên đúng không? Đấy, thì đẹp và nhưng mà lại bị làm sao? Tàn phá đúng không? Ok. Rồi thì ở đây chúng ta có câu 5. Ok, câu 5 nhá. Là man is said to be the most dangerous creature of all the dot 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 kingdom. Rồi con người thì là được xem là cái sinh vật nguy hiểm nhất trong cái gọi là vương quốc gì gì đó. Nào cái gì được đây? Animal kingdom, human kingdom, nature kingdom, natural kingdom. Theo mọi người thì chọn cái nào? Nào mọi người hãy comment đáp án cho cô nào. Good, ok, yes. Chúng ta có từ animal kingdom, right? Tại vì thật ra thì man is absolutely an animal, đúng không? Nhưng mà kiểu upper level, kiểu như level cao thôi. Chứ thật ra cũng là animal thôi, vì có từ con đằng trước mà. Con người, đấy, con vật thì đều là con thôi, đúng không? Ok, rồi chúng ta sẽ đến với câu 6 nhá. Rồi câu 6 là animals are much happier living in their dot dot habitat. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ có là động vật thì luôn luôn cảm thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn khi mà sống trong cái môi trường sống của chúng, đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ có là, rồi habitat sẽ đi với animal habitat hay là human habitat hay là nature habitat hay là natural habitat. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái dùng một cái tính từ mà nó bổ sung nghĩa cho từ habitat, đúng không nào? Vậy thì ở đây có một tính từ thôi, đấy là từ natural, right? Natural habitat là cái môi trường tự nhiên nhá, môi trường mà nơi mà chúng nó sinh ra đó và lớn lên, chứ không phải là in the cage, đúng nào, nuôi trong sở thú ấy, đúng không?
Ok, nào, câu 7 chúng ta sẽ có là man-made disasters such as chemical spills can destroy the balance. Ok, man-made means made by people, not natural. Tức là kiểu được làm bởi tạo ra bởi con người, gây ra bởi con người. Những cái thảm họa mà gây ra bởi con người như là, ok, ở đây chúng ta có từ spill hay trong tiếng Anh ấy, nó dùng từ spillage. Thì nó là vừa là một danh từ đếm được số, vừa là danh từ đếm được, vừa là danh từ không đếm được. Ok, nếu như nó là danh từ đếm được, ở trong trường hợp này đã đếm được đúng không? Mọi người thấy S ở đây rồi đúng không nào? Đó, thì nó sẽ có nghĩa là một cái chất lỏng mà bị tràn ra khỏi một cái container. Đó, ví dụ như là chúng ta hay quen thuộc với từ oil spills, đấy là sự cố tràn dầu ấy, tràn dầu ra khỏi cái thuyền ấy, gây ô nhiễm môi trường biển đấy mọi người. Đó. Thì ok, nếu như nó là ở dạng danh từ không đếm được thì nó sẽ có nghĩa là sự sự tràn ra đó. Ok, thì ở đây câu 7 sẽ có ý nghĩa đấy là những cái thảm họa do con người tạo ra như là việc làm tràn ra những cái chất hóa học, đúng không? Những cái chất hóa học mà bị tràn ra đó thì làm sao có thể phá hủy cái sự cân bằng môi trường, đúng nhỉ? Thì ok, ở đây chúng ta lại sẽ điền một cái tính từ đúng không? Và tính từ đấy thì chắc chắn đấy là natural, right? Ok, và mọi người ơi, ở đây cô có thể lưu ý cho mọi người một chút, chúng ta có thể mở rộng từ vựng một chút nhá, là chúng ta sẽ xem synonyms của từ balance nó là từ gì. Ok, thì ở đây chúng ta có natural balance thì mọi người có thể nâng cấp nó lên bằng cách là sẽ dùng là ecological nhá, ecological balance hoặc là biological, ok. Sao nhỉ? Diversity. Hay đơn giản một cái cách viết tắt thôi đấy là biodiversity. Tất cả những cái từ này nó đều là cân bằng sinh thái mọi người nhá, đều có nghĩa là cân bằng sinh thái này. Ok. Rồi chúng ta sẽ có là ecological balance, ok? Biological diversity, biodiversity. Ok, cân bằng sinh thái nhá. Ok. Rồi và câu 8 này. In some countries, prisoners are denied a basic right. Rồi ở một vài đất nước thì tù nhân bị từ chối những cái quyền con người cơ bản, đúng không? Tù nhân bao giờ là con người mà. Thì ok, chúng ta sẽ chỉ có một từ liên quan đến con người thôi, mọi người comment nào. Nào. Yes, very good. Chúng ta sẽ có human, right? Human rights, quyền con người, ok, chứ không thể là animal rights được đúng không? Prisoners, human being, right? Cho nên là yeah. Ok. Rồi câu 3 thì chúng ta sẽ tự làm ở nhà nhá mọi người nhá. Và ok, cô Nhung sẽ cùng mọi người làm câu 4. Ok, câu 4 thì là một cái dạng mà cực kỳ hay xuất hiện trong reading như chúng ta đã biết, tần suất xuất hiện của nó là rất nhiều, đúng không? Thậm chí là nó có thể xuất hiện trong 2/3 bài. Ok, nhưng mà thật ra nó không quá nhiều câu đâu, nó mỗi bài khoảng 4-5 câu thôi. Yes. Và cái câu này thì được thống kê là số người mà sai á là nhiều, gần như là nhiều nhất. Đó thì thật ra ở trong bài á, phiên bản chuẩn của nó phải là true, false, not given cơ, tức là đúng hay là sai hay là không có thông tin cơ. Đó, tuy nhiên là ở đây chúng ta sẽ giảm lược nó bằng cách là chỉ có true, false thôi mọi người nhá. Vậy thì ấy, kể cả nếu như mọi người không tìm thấy thông tin thì mọi người cũng quy nó về false luôn nhá, vì đề mình chỉ có true false thôi, thì không đúng thì chỉ có sai. Được chưa nhỉ? Kể cả mọi người không thấy thông tin nhiều ấy, không thấy thông tin ở trong cái bài ấy thì mọi người cũng cho nó thành false nhá. Ok. Rồi nào, ở đây chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc đọc đoạn văn hay là chúng ta sẽ đọc câu hỏi trước mọi người nhỉ? Nào mọi người comment cho cô nào, chúng ta sẽ đọc đoạn văn trước hay là đọc câu hỏi trước đây? Yes, good. Chúng ta sẽ đọc câu hỏi trước nhá. Đoạn văn move beside that. Ok. Nào, để một bên thôi. Chúng ta sẽ đọc câu hỏi trước này. Rồi, câu hỏi thì chúng ta sẽ có câu hỏi như sau nhá. Một, đấy là farmers do not like using chemicals to kill pests. Ok, rồi. Người nông dân này thì không thích sử dụng chất hóa học để giết côn trùng, đúng không? Thì ok, pests ở đây là có nghĩa rằng insect hay là small animal that is harmful or damage crops, nó nghĩa là côn trùng đó, những cái con mà gây phá hoại mùa màng, đúng không? Có hại cho mùa màng gọi là pest.
Đó, thì ok, chúng ta sẽ làm một cái bước đầu tiên đấy là gạch chân keywords phải không mọi người? Mọi người quen thuộc với điều này rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ gạch chân những từ nào sau đây? Nào, cô Nhung đã gạch sẵn cho mọi người rồi đúng không? Chúng ta sẽ gạch chân từ farmers đúng không? Người nông dân này, not này, ok, chemicals và pest đúng không nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ move lên cái đoạn văn và chúng ta tìm nhá. Nào, đầu tiên, câu đầu tiên chúng ta đã có từ farmers ở đây rồi nhá. Thì mọi người hãy đọc cho cô cái câu mà chứa từ farmers và quyết định xem cái statement, the first statement is true or false. Nào, mọi người hãy đọc mà cái câu đầu tiên chứa từ farmers và mọi người hãy đưa ra quyết định xem cái câu mà người nông dân không thích sử dụng chất hóa học để giết côn trùng là đúng hay sai nhá. Nào, chúng ta cùng dịch này. Since the birth of agriculture, mọi người có thể học câu này trong để viết trong writing nhá. Mình có thể nói là kể từ cái khi mà sinh ra cái nghề nền nông nghiệp ấy, ví dụ như tất cả những cái gì đấy mình có để thay mình dùng nguyên cái cụm since the birth of ấy đó, hoặc since the dawn of, ok. Rồi, since the birth of agriculture, farmers have tried to avoid using pesticides by employing various biological methods to control nature. Ok, nào, từ cái khi mà nông nghiệp ra đời thì người nông dân đã cố gắng để tránh sử dụng. Ok, ở đây chúng ta có từ, ok, ở đây chúng ta có từ pesticide. Pesticide means một cái chất hóa học để diệt, gọi là gì, thuốc trừ sâu á mọi người. Ok, thuốc trừ sâu nhá. Rồi, by employing various biological methods. Ok, thì ở đây chúng ta có là từ, mọi người hãy sẽ gạch chân cho cô từ avoid nhá. Avoid này, nó sẽ đồng nghĩa với lại từ not ở dưới, được chưa mọi người nhỉ? Not nhá. Rồi, pesticide nó sẽ đồng nghĩa với từ chemicals, được chưa nhỉ? Ok, rồi, ở đây chúng ta còn có là biological methods, đúng không? Ok, to control nature, right? Control nature. Mọi người lại gạch chân cho cô cái cụm này nữa. Pesticide cũng phải gạch chân. Yes. Thì ok, mọi người đã nhìn thấy được những cái cụm từ đồng nghĩa với nhau chưa nhỉ? Kill pest ở đây nó có nghĩa là nó sẽ đồng nghĩa với control nature. Được chưa nhỉ? Vậy thì mọi người đã quyết định được câu này là đúng hay sai chưa? Đúng rồi, yeah, of course, it's true, right? Rồi, và mọi người lưu ý cho cô là nếu như ở trong bài mọi người không được phép viết tắt nhá, không được phép viết chữ T nhá, mà mọi người phải viết hẳn ra là true thì mới được tính điểm, mọi người không được viết tắt, nghe chưa? Rồi, ok. True nhá, không được viết tắt là T nha. Ok, rồi bài 2 này chúng ta sẽ có từ to prickly pear. Was planted as a type of barrier between fields. Thì ở đây chúng ta có cái, cô đã copy cho mọi người một cái ảnh ở đây nhá. Thì mọi người có thể nhìn thấy rằng là cái cây nó đọc là prickly pear, ok? Pear, mọi người đọc cùng cô nhá. Prickly pear. One more time. Prickly pear. Last one. Prickly pear. Ok, cái từ pear nếu như mà đứng riêng á, nó có nghĩa là quả lê mọi người ạ, quả lê nhá, pear nghĩa là quả lê. Nhưng mà nó đi kèm với cái từ prickly pear thì nó có nghĩa là một cái cây gì đấy kiểu họ hàng với xương rồng á mọi người ạ. Nó sống ở sa mạc, đấy, sống ở sa mạc nhá, như trong ảnh này, ok. Thì cái cây này này, nó được trồng như là một cái rào chắn giữa các cái cánh đồng. Đó, thì ok, chúng ta sẽ gạch chân từ prickly pear, very good. Rồi, mọi người đã, đúng, nói đúng về cái việc là chúng ta gạch chân từ này rồi nha. Rồi chúng ta gạch chân thêm từ barrier nữa và that's it. Rồi bây giờ chúng ta sẽ move lên trên này để tìm. Thì cô đã nhìn thấy ở đây chúng ta có từ prickly pear rồi nha mọi người nha. Rồi nào mọi người hãy cùng cô đọc cái câu mà the prickly pear had originally been used as a divider between paddocks. Rồi nào quyết định xem nó là true false nhá. Ok, nào, yes, ok, yes, rồi, cái cây này thì ngay từ đầu nhá, nó đã được sử dụng như là một cái divider, mọi người ơi, chúng ta có cái cụm từ, có cái từ mới divider và paddocks ở đây, ok,
Dividers là cái gì đây mọi người nhỉ? Ok, ở đây cũng có nghĩa của từ dividers. Means an object that is used to separate particular pages or sections in a set of papers. Nó có nghĩa là giống như kiểu một cái gì đấy để chia cắt ấy, một cái vật thể hay là một cái đồ dùng đúng không, hay là một cái gì đó nhá, để có purpose là kiểu chia ra nhá, chia ra, ngăn ra, được chưa nhỉ? Và paddock means a small field, là một cái cánh đồng nhỏ. Thì ok, mọi người có thể nhìn thấy được là cái từ divider nó sẽ đồng nghĩa với từ barriers và từ paddocks nó sẽ đồng nghĩa với từ fields, đúng nào? Vậy thì câu này là đúng hay sai? Yes, true, right? Well done. Okay, well done. Okay, true. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu 3 nhá. Câu 3 thì chúng ta sẽ có là the character black tis moth killed off nearly all prickly pear plants. Thì chúng ta sẽ gạch chân cái danh từ riêng này nha mọi người nhá. Rồi chúng ta sẽ gạch chân danh từ riêng, vì danh từ riêng là cái mà rất dễ nhận ra, đúng không nào? Moth ở đây có nghĩa là cái con thiêu thân nha mọi người nha, con moth. Rồi hoặc là nó có nghĩa là cái mụt vải nữa, nhưng trong trường hợp này nó là con thiêu thân nhá. Đã giết chết gần như là tất cả những cái cây này, cái cây kiểu họ xương rồng này. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ move lên trên này. Rồi chúng ta tìm thấy ngay cái từ này đúng không mọi người? Cactoblastis moth này. Ok, thì được làm sao? Được đưa ra để làm sao? Have control the situation, để giúp giải quyết, kiểm soát cái tình huống, cái vấn đề. And within 10 years, làm sao nhỉ? Trong 10 năm thì the prickly pear was virtually eradicated. Rồi chúng ta có cái cụm đấy là virtually eradicated. Ở đây chúng ta xuất hiện prickly pear rồi đúng không? Ok, thì ở đây chúng ta có cái cụm này nhá mọi người nhá. Virtually eradicated thì ở đây chúng ta có từ này luôn. Đây. Ok, virtually có nghĩa là gần như, ok, hầu như. Và eradicated thì đồng nghĩa với từ destroy là phá hoại. Vậy thì câu này nó sẽ dịch là, ok, câu này sẽ dịch như sau. Câu này sẽ được dịch là cái cây này thì đã bị phá hoại hoàn toàn. Tức là sau 10 năm mà cái con thiêu thân đó được mọi người dùng đó để kiểm soát tình hình đó, thì thậm chí là nó không những không kiểm soát được đúng không, mà nó còn làm cho mấy cái cây này nó bị phá hoại hoàn toàn luôn. Vậy thì ở đây nó sẽ là true false nha mọi người nhỉ. Ok, rồi đây con sẽ true hay false? Of course it's true, right? Ok, good job. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến câu 4 nhá. Câu 4 thì là the cane toad was a native species to Australia. Rồi đây chúng ta có từ cane toad means a large brown toad, mà từ toad nó có nghĩa là con cóc. Vậy thì thật sự là cô đoán là nó chắc là con ếch hay con gì đấy ấy, mọi người ạ, tiếng Việt ấy chắc thế. Ok, was a native species. Ok, vậy thì cái con ếch nhái ngương gì này này, nó là một cái loài động vật mà thuộc về nước Úc đúng không, một cái loài mà sinh ra ở nước Úc ấy, xuất hiện đầu tiên ở nước Úc ấy. Thì ok, mọi người sẽ gạch chân cho cô từ cane toad này, native này và Australia. Nào bây giờ chúng ta sẽ move trên này nhá. Rồi chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có từ cane toad rồi nhá. Mọi người đọc cái câu nào. When farmers try to eliminate the cane beetle, là con bọ cánh cứng nhá. Eliminate means kill đúng không? Cố gắng để giết hết cái bọn bọ cánh cứng này, được chưa nhỉ? Xóa bỏ ấy. Ok, remove nhá, by introducing the South American cane toad. Ok, nào ở đây chúng ta có thể thấy là cane toad from South America, not from Australia. Vậy thì câu này sẽ phải là false, đúng rồi. Ok, good job. Rồi, nào chúng ta sẽ làm câu 5 nhá. Using the cane toad was very successful. Nào, sử dụng cái con ếch nhái ương này thì rất là thành công, đúng không? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đọc câu này nhá. Nào, the results were catastrophic. Ok, catastrophic means destructive, kiểu kết quả là kiểu tồi tệ luôn ấy, kiểu very bad. Vậy thì ở đây nó lại nói là successful, đúng nhỉ? Ở đây chúng ta dùng từ catastrophic là một cái thảm họa luôn ấy.
Ok, ở đây mọi người có thể ghi là nó bằng đồng nghĩa với từ destructive cho dễ nhá. Một cái sự thảm họa ấy, disaster luôn. Ok, đó thì ở đây chắc chắn nó sẽ là false đúng không mọi người? Ok, rồi chúng ta đã hoàn thành bài 4 và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài 5 là bài matching. Thì bài 5 chúng ta sẽ chúng ta sẽ có một danh sách gồm có 12 từ mọi người nhá. Đúng không nhỉ? 3 x 4 nhá, 12 từ. Ok, rồi thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái danh sách từ này trước khi mà chúng ta điền. Và trước khi tìm hiểu nghĩa của từ nhá, thì cô giải thích một chút về cái cách để mọi người làm bài này. Đấy là người ta in đậm và in nghiêng 12 từ trong cái bài văn, và người ta bắt mình phải thay thế nhá 12 từ này bằng 12 từ mà người ta cho ở trên cái bảng này. Đó, sao cho nó không thay đổi nghĩa, tức là tìm synonyms thôi mọi người nhá. Rồi thì cô sẽ ghi ở đây cho mọi người dễ nhá. Ok, finding. Yes, ok, đầu tiên chúng ta có từ habitat. Habitat là một danh từ đúng nhỉ? Một danh từ và nó có nghĩa là môi trường đúng không? Environment, right? Rồi, insects là một cái pronoun, là một danh từ đếm được số nhiều, là có nghĩa là côn trùng nhá. Ok. Tiếp theo này, eradicate. Eradicate means totally destroy or totally remove, có nghĩa là hoàn toàn phá hủy hay hoàn toàn loại bỏ một cái gì đó. Ok, tiếp theo ecological balance ta gặp ở trên rồi, nó có nghĩa là natural balance đúng không, hay là biodiversity có nghĩa là sự cân bằng sinh thái đúng không, là một danh từ. Và tiếp theo crops là một pronoun, là một danh từ đếm được số nhiều này, có nghĩa là vụ mùa đúng không. Rồi vegetation là một cái danh từ đếm không đếm được đúng không, nó có nghĩa là thực vật nói chung, plants in general có nghĩa là kiểu thực vật thôi. Ok, soil đất không, danh từ không đếm được đúng không. Endangered là một tính từ có nghĩa là đang trong cái gọi là gì nhỉ, bị kiểu nguy hiểm ấy, gọi là at risk, kiểu trong có nguy cơ tuyệt chủng đúng không. Tiếp theo lại là genetically modified, viết tắt là GM đúng không. Genetically, ok, genetically nghĩa là liên quan đến gen, modify là thay đổi, vậy nên nó có thể dịch nôm na đấy là biến đổi gen nha mọi người nha. Biến đổi gen, ok. Pesticides, mọi người biết rồi đúng không? Một danh từ đếm được số nhiều nghĩa là thuốc trừ sâu, đúng không? Thuốc trừ sâu nha. Ok, cũng biết đây nhá. Ok, become resistant to có nghĩa là not be affected by something, kháng cự hay miễn nhiễm với một cái gì đó. Ví dụ như là I am resistant to COVID-19. Cô miễn nhiễm với virus corona đúng không? Nhưng mà yeah, it's not true. I'm just kidding. Rồi, ok. Agricultural, uncountable now. Nông nghiệp, nền nông nghiệp nhá, một cái danh từ không đếm được. Ok, nào chúng ta sẽ cùng làm với nhau 7 câu còn lại thì mọi người sẽ tự làm nha. Rồi, now some farmers believe that growing fruit and vegetables ở đây có nghĩa là gì mọi người nhỉ? Cây ăn quả rồi là hoa quả rồi cây ăn quả các thứ thôi. Ok, vậy thì chúng ta sẽ có từ nào trong những từ ở trên này? Nào mọi người comment cho cô nào. Những người nông dân thì tin rằng là trồng cái gì đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cần tìm một cái danh từ mà đếm được số nhiều. Ok, danh từ đếm được số nhiều thì ở đây chúng ta có insects, trồng côn trùng, no, right, trồng crops, danh từ đếm được số nhiều, crops, trồng vụ mùa, might be, right, và tiếp theo trồng thuốc trừ sâu, no, right. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chốt được là, chúng ta sẽ điền từ, mọi người comment nào. Yes, very good, chúng ta sẽ điền từ crops ở đây nhá mọi người nhá, ok. Ok, now move to the second one. That have been changed so that their genes are different. Bị thay đổi, cốt là để cái gen của nó thay đổi. Ok, thì tất cả những từ này chỉ có một từ là liên quan đến gen thôi mọi người nhá. Là từ
Đúng rồi, genetically modified, đúng nhỉ? Ok, vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền được ngay từ genetically modified. Được chưa nhỉ? Rồi. It's a good way to totally stop past. Ok, nào chúng ta cần một cái động từ totally stop nào. Totally stop. Đây chúng ta chỉ có mỗi hai cái động từ thôi, đấy là eradicate và become resistant to. Thì mọi người sẽ điền động từ nào đây nhỉ? Yes, mọi người. Mọi người điền từ. Đúng rồi, eradicate đúng nhỉ? Yes, xóa bỏ đúng không? Tiêu hủy hết các cái loài côn trùng và improve the quality of their product, cải thiện chất lượng của sản phẩm. Now, however, tuy nhiên, this type of farming has both advantages and disadvantages. Tuy nhiên là cái loại canh công, à gọi là gì? Canh tác này đúng không? Thì có cả cái lợi và cái hại. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ cần dùng một cái danh từ không đếm được. Thì chúng ta sẽ dùng danh từ nào đây? Ở đây chúng ta sẽ có là vegetation, thực vật. Cái loại thực vật này. No. Not, not, not right. Not correct. Nào, soil. Nào, cái loại đất này. Nãy giờ có nói gì đến đất không mọi người? Không, đúng nào. Vậy thì chỉ còn mỗi một cái danh từ không đếm được thôi là agriculture, đúng không? Yes, canh tác nông nghiệp này, đúng không? Thì chúng ta sẽ điền là agriculture. Ok. Nào, tiếp theo. One of the advantages is that farmers can grow plants that produce a poison that is harmful to small animals like flies and caterpillars. Nào, một trong những cái tác dụng đó là người nông dân thì có thể trồng cây, những cái cây mà sản sinh ra cái chất độc mà gây hại cho những cái con vật như là ruồi hay là sâu bướm. Thì ở đây chúng ta có từ nào để thay thế cho những cái con vật như là ruồi hay là sâu bướm mọi người nhỉ? Danh từ đếm được số nhiều nào? Yes, chúng ta sẽ có từ insects, very good. Rồi, chúng ta sẽ có từ là insects, đúng nào. Ok, nào, tiếp theo chúng ta sẽ có là this means that farmers will not have to use chemicals to kill these animals. Có nghĩa rằng là người nông dân thì không cần phải sử dụng cái chất hóa học để giết những cái loài động vật này. Ok, nào, từ nào thay thế cho từ chemicals đây mọi người nhỉ? Chemicals nào, danh từ đếm được số nhiều. Chúng ta có insect dùng rồi này, crops dùng rồi này. Ok, chỉ có một từ thôi, đấy là pesticide, đúng không nhỉ? Pesticides, ok, very good. Và chúng ta sẽ điền là ok, pesticide, thuốc trừ sâu, đúng không nhỉ? Và từ cuối cùng nào. And so this should be better for the surrounding animals, environment and the earth that plants grow in. Tốt hơn đối với môi trường xung quanh chúng ta và cái nơi mà cái cây được trồng nhỉ? Thì ở đấy là ở đâu đây mọi người? The earth, cái hành tinh mà cây được trồng thì đấy là mình sẽ điền từ gì đây? Cái nơi mà cây được trồng lên đấy là gì nhỉ? Một danh từ không đếm được nào. Danh từ không đếm được chúng ta có vegetarian, vegetation, thực vật. Thực vật có phải là nơi mà cây được trồng không? Không đúng không? Chúng ta chỉ có một từ thôi. Yeah, very good. Soil ấy. Rồi, chúng ta sẽ điền là ok. Soil, right? Rồi. Đó, rồi thì mọi người sẽ cùng sẽ tự làm cho cô từ câu 9, từ câu 8 đến câu 12 nha. Ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần writing nhé. Rồi, ok, writing thì bài 1 của chúng ta đấy là bài matching. Thì ở bên cái cột bên này nó là từ và bên này nó là nghĩa. Thì ok, cô sẽ để cho mọi người một thời gian khoảng tầm
2 đến 3 phút nhá, để mọi người có thể đọc và nghiên cứu về nghĩa nhá. Thì ok, cô sẽ cùng với mọi người đọc từ nhá. Ok, cho nó nhanh nhá. Ok, rồi chúng ta sẽ có câu 1, đấy là mọi người đọc cùng cô nhá. Volcano. Ok, one more time. Volcano. Alright, rồi chúng ta có hai phiên bản đọc từ này. Nó anh thì đọc là volcano, còn anh Mỹ đọc là volcano. Đó, thì up to you. Ok, cái từ volcano có nghĩa là gì nhỉ? Volcano là núi lửa, đúng nào? Ok. Now, acid rain. Mưa acid đúng không? Acid rain. One more time. Acid rain. Good. Rồi chúng ta sẽ có từ tiếp theo này. Glacier. One more time. Glacier. Là anh Mỹ nhá. Anh sẽ là glacier. One more time. Glacier. Ok, up to you. Tôi có nghe có nghĩa là kiểu sông băng á mọi người. Sông băng nhá. Rồi, factory. Từ này không đọc là factory nhá. Factory là ba âm tiết. Sai nhá. Vinglish. Chúng ta phải đọc hai âm tiết thôi. Factory. Được chưa nhỉ? Factory. Nhá. Ok, everyone. Factory. One more time. Factory. Good. Rồi có nghĩa là nhà máy, đúng nhầm. Rồi, to harvest. To harvest. Đó là anh Mỹ á, anh là to harvest. To harvest. Đó, tròn cái chữ A ra. Canh tác đúng không, cày cấy đấy. Ok, pollution. Pollution. Sự ô nhiễm. To erupt. One more time, to erupt. Nào mọi người bật âm t cho cô nhá. To erupt. One more time, to erupt. Good. Rồi, có nghĩa là sao nhỉ? Phun trào hay là nổ ra một cái gì đấy đúng không nhỉ? Rồi, tiếp theo. Atmosphere. One more time. Trọng âm 1 nhá. Atmosphere. Mọi người thêm dấu sắc vào trọng âm cho cô này. Ok. Atmosphere. One more time. Atmosphere. Không khí đúng không? Ok, không khí, không gian. Temperature. One more time. Temperature. Nào, temperature. Ok, temperature. Final one. Temperature. Good. Nhiệt độ đúng nào. Và radiation. Radiation. Ok, radiation là phóng xạ nhá. Sự gọi là phun ra, phóng ra. Ok. Nào, chúng ta sẽ có câu A nhá. Là một cái a building where things are made using machine, một cái tòa nhà nơi mà mọi thứ thì được làm và sử dụng máy móc, bằng cách là sử dụng máy móc. Ok, câu B là damage caused to nature by chemicals or waste. Những cái sự phá hủy mà được bị gây ra, gọi là gây ra cho thiên nhiên đó, bởi chất hóa học hay là chất thải. C này, a mixture of gases around the earth. Chúng ta có là sự gọi là trộn lẫn giữa các khí ở trên trái đất. Ok. Ok, rồi. Câu D này, the measurement of heat, air or cold. Ta có sự đo lường giữa nóng và lạnh này. Rồi, E nhá, a mountain with a hole at the top where lava comes out. Ok. Một cái núi mà có một cái lỗ ở trên đỉnh nơi mà dung nham thì gọi là tuôn ra đúng không nhỉ? Rồi C này, to explode là phóng ra này, nổ ra này, ok. G này, a large river of ice which move slowly. Một cái sông băng mà rộng lớn mà di chuyển rất là chậm này. Ok, sông toàn là đá ấy. Ok. Rồi H này, A form of energy that comes from a nuclear reaction. Một cái hình thức năng lượng mà xuất phát từ một cái hoạt động nuclear, làm gọi là gì nhỉ? Từ cái chất tự dưng có quên, kiểu nguyên tử hạt nhân gì gì đấy nhá mọi người nhá. Ok, rồi câu Y là rain which contains large amounts of harmful chemicals. Cái mưa mà chứa một lượng lớn cái chất hóa học gây ô nhiễm, gây hại. Rồi K này, to pick and collect crops or plants. Kiểu gom hoặc là kiểu gom nhặt các cái gọi là
các cái cây cối hay là thực vật hay là mùa màng gì đó. Ok, thu hoạch đó mọi người ạ. Rồi, thì nào mọi người hãy cùng nối với cô thật là nhanh nào. Ok, cô có câu 1 nào. Volcano sẽ nối với cái gì mọi người? Nào, câu 1 sẽ nối với nào, núi lửa. Ok, đúng rồi, chúng ta sẽ nối với E. Ok, rồi. Acid rain, nào, ở đâu có chữ rain đây? E, đúng nào. Ok, 2 nối với E. Ok, 2 nối với E này. Rồi, nào. Glacier, dòng sông băng, ở đâu có river of ice mọi người? Đúng rồi, G này. Factory, factory là một cái nhà máy đúng không? Thì ở đâu sẽ có một cái nhà mà dùng nhiều máy đúng không? Chúng ta sẽ dùng A, very good. Rồi harvest, chúng ta sẽ dùng harvest. Nào, thu hoạch thì chúng ta sẽ có là đối với K đúng không nhỉ? Rồi pollution nào mọi người, pollution sự ô nhiễm đối với cái gì đây? Ok, mọi người hãy nối cho cô nào. 6 nối với gì nhỉ? 6 nối với gì đây? Ok, rồi chúng ta sẽ nối với B đúng nào. Ok, đúng rồi. Erupt to erupt. Nào, núi lửa phun trào sẽ là gì nhỉ mọi người nhỉ? F đúng nào. Ok, rồi atmosphere, atmosphere nào, không khí xung quanh ta nào, đối với C, yes, temperature, temperature nào, D đúng không, ok, và chúng ta có phóng xạ là H đúng nhỉ, ok, everyone, rồi nhá mọi người nhá, ok, xong bài này rồi này, chúng ta sẽ đến B nhá, B thì mọi người sẽ điền những cái từ mà chúng ta vừa mới tìm hiểu nghĩa vào bốn cái câu ở dưới này thì chúng ta sẽ điền nhanh nhá, tại vì mọi người biết nghĩa hết rồi nên là which is very easy. Ok, in summer it can be very hot here. The temperature, right? The temperature. Nào mọi người điền cho cô nhá. Now, temperature can reach 40 degree. Nào ở mùa hè thì rất là nóng và nhiệt độ thì có thể lên đến 40 độ. Now, the plants were destroyed by from the factory. Nào, cây cối thì bị phá hủy bởi cái gì từ nhà máy mọi người nhỉ? Nào, chúng ta cùng xử lý nào. Nhà máy thì gây ra cái gì mà nó lại phá hủy cây cối mùa màng hả mọi người? Nào, chúng ta sẽ có yes, good, pollution, right, pollution, good. Ok, rồi tiếp theo nhá. Farmers, người nông dân thì như thế nào đấy? Mùa, cái vụ mùa của họ vào cuối mùa hè. Ok, nào người nông dân chúng ta cần một động từ nào? Động từ nào? Đi trước từ crops nhỉ? Ok, đúng rồi, chúng ta có từ harvest. Harvest, đúng không nhỉ? Ok, thu hoạch mùa màng, vụ mùa của họ, đúng không? Rồi, the volcano and lava started to slow down the mountain. Nào, cái núi lửa và như thế nào đấy? Và cái dung nham thì bắt đầu chảy ra khỏi núi. Núi lửa thì phải phun trào, đúng không? Thì ở đây chúng ta có từ... động từ của chúng ta là chia ở thì quá khứ đơn rồi. Started vào đây nó còn nối với từ and nữa. Cho nên là ở đằng trước là chúng ta cũng phải chia thì quá khứ đơn, đúng không nhỉ? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ dùng từ erupted, đúng không? Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bài C thì mọi người làm tự làm nhá. Và ra, yeah, chúng ta sẽ chuyển sang bài 2 này. Bài 2 của phần writing thì nhá, mọi người hãy sở sách trang 80 nhá. Bài 2 thì người ta sẽ yêu cầu mình triển khai ý nhá. Thì câu 1 sẽ là người ta yêu cầu mình là write 4 sentences about your most favorite animals. Thì mình sẽ cần phải viết 4 câu về cái loài động vật mà mình yêu thích nhất. Thì cái này mọi người hãy tự viết nhá. Thì mọi người có thể miêu tả về ngoại hình của nó này, những cái đặc điểm nổi bật về ngoại hình này, những đặc điểm nổi bật về tính cách này, rồi những đặc điểm nổi bật về cái lối sống hay là cái môi trường sống của nó hay là cái gì đó, whatever what you like, được chưa nhỉ? Đấy, rồi tại sao mọi người lại yêu nó, đúng không? Mọi người lại thích cái con vật đấy, được chưa nhỉ? Đấy, thì mọi người tự viết cái câu đấy miễn là trong 4 câu nhá. Rồi cái thứ hai đấy là chúng ta sẽ viết về write 2 things you have done to protect the environment. Ok, rồi thì ở đây tại sao cô Nhung lại gạch chân từ have done? Bởi vì nhờ từ này mà chúng ta có thể xác định được cái thì mà chúng ta sẽ sử dụng trong câu viết của chúng ta, đúng không? Thì ở đây mọi người hãy cho cô biết là cái thì mà chúng ta sẽ dùng ở đây là thì gì?
hai thứ mà bạn đã làm để bảo vệ môi trường, vậy thì chúng ta phải có thể dùng thì gì mọi người? Nào, mọi người hãy cùng comment cho cô nào. Ok, đúng rồi, chúng ta sẽ dùng thì quá khứ đơn, đúng không nào? Ok, past simple, right? Hoặc là chúng ta có thể dùng thì hiện tại hoàn. Present perfect. Đó, hai thì này mọi người có thể sử dụng nhá. Rồi, thì tiếp theo, câu hỏi tiếp theo đấy là voice, tức là mình sẽ nói dưới giọng điệu của một cá nhân. Ok, an individual, hay là giọng điệu của một tập thể, the public. Ok, nào, mọi người sẽ trả lời dưới cái quan điểm của một cá nhân hay dưới quan điểm của một tập thể mọi người. Nào, you have done nhá. Vậy thì chúng ta sẽ có, yes, quan điểm của chúng ta thôi, đúng không? Chúng ta sẽ dùng quan điểm của mình. Đấy là những việc mà mình đã từng làm, mình thật sự đã làm, đúng không? Và ở đây là hai cái gợi ý mà cô Nhung cho các bạn. Ok, cái gợi ý thứ nhất đấy là use public transport instead of private vehicles, tức là sử dụng phương tiện công cộng thay vì phương tiện cá nhân. Được chưa nhỉ? Cái này thì toàn từ đơn giản rồi, chắc chắn là mọi người biết. Đó, thì tiếp theo cái từ thứ hai đấy là avoid using disposable and high carbon products. Đó, thì cái thứ hai đấy là tránh cái việc sử dụng những cái sản phẩm disposable, nghĩa là kiểu use once, tức là giống như kiểu mình mua những cái túi bóng xong rồi vứt đi này, hay là những cái cốc bằng nhựa các thứ dùng một lần xong vứt đi này. Đó, và những cái sản phẩm mà có cái lượng carbon nó nhiều ấy. Đấy. Thì nhá, đây chỉ là một cái suggestion của cô thôi, và cô muốn rằng là mọi người hãy tự nghĩ ra cho mình những cái, tự nghĩ ra, hoặc là mọi người actually do it, hoặc là mọi người tức là đã thật sự làm rồi, hoặc là mọi người kiểu make up your story, tưởng tượng rằng trong tương lai mình sẽ làm điều đó. Đó, nhưng mà nhớ là tưởng tượng trong tương lai thôi, nhưng mà phải biến nó thành cái mà mình đã làm rồi, đúng không? Tức là không cần phải trung thực trong trường hợp này nhá. Rồi mọi người biến nó thành là đã từng làm rồi cho cô, sử dụng thì quá khứ đơn hoặc là hiện tại hoàn. Ok, rồi chúng ta sẽ move sang câu 3 là predict three things that you think may happen to the environment in 50 years. Thì ở đây mọi người hãy cho cô biết là cái chance mình sẽ dùng đấy là gì, thì mà chúng ta sẽ dùng có thể là thì gì nào. Nào, chúng ta sẽ dùng thì gì đây mọi người? Chúng ta sẽ dùng thì gì nhỉ? Nào, chúng ta sẽ dùng thì gì đây? Chúng ta sẽ dùng thì tương lai, đúng không? Thì đương nhiên là chúng ta sẽ dùng những cái thì liên quan đến tương lai. Ok, chúng ta hoàn toàn có thể dùng tương lai đơn này, rồi là tương lai hoàn này, whatever, tóm lại là những cái gì liên quan đến tương lai mà hiện tại tiếp diễn, đúng không? Diễn tả điều trong tương lai hoặc là tương lai gần cũng được nhá. Rồi, thì cái voice ở đây nó sẽ là active hay là passive, có nghĩa là mình sẽ nói theo kiểu chủ động hay là bị động. Ok, đoán 3 điều mà bạn nghĩ là có thể xảy ra đối với môi trường. Vậy thì chúng ta sẽ dùng thể bị động hay là thể chủ động đây mọi người? Nào, cô lấy ví dụ nhá. Rồi chúng ta có, mà cô thử tưởng tượng ra một cái điều đấy là môi trường của chúng ta sẽ ô nhiễm nặng nề, đúng không? Nguồn nước của chúng ta sẽ ô nhiễm nặng nề. Vậy thì chúng ta sẽ nói là nguồn nước của chúng ta ô nhiễm nặng nề, hay là nguồn nước của chúng ta bị ô nhiễm nặng nề hả mọi người? Nào, ô nhiễm nặng nề là active nhá, bị ô nhiễm nặng nề thì là passive. Thì theo mọi người nó là, đúng rồi, chúng ta sẽ dùng passive nhá mọi người nhá. Cô chỉ có những lưu ý như vậy thôi, vì nó không tự nó như vậy được, mà chắc chắn là là bị tác động bởi con người hoặc là những cái hoạt động của con người khiến cho nó như vậy, thì cho nên nó phải là passive nhá. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang speaking mọi người nhá. Ok, speaking thì bài đầu tiên chúng ta sẽ làm đấy là matching nhá. Ok, matching thì ở đây chúng ta có 7 từ mọi người ạ, có 7 từ nhá, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nó là những từ gì và có nghĩa là gì nhá. Rồi, từ đầu tiên mọi người đã biết rồi, đấy là volcanoes, đúng không? Và đây người ta cho mình dưới dạng đấy là một danh từ đếm được số nhiều.
phải uống nước liên tục các bạn ạ, không bao giờ được để họng cổ họng khô, nếu không là con virus nó sẽ tấn công. Ok, volcanoes nữa. Ok, waves, danh từ đếm được số nhiều có nghĩa là những cơn sóng, đúng không, những cơn thủy triều. Đấy. Destruction, danh từ không đếm được, sự phá hủy. Stress means pressure, right, như danh từ không đếm được có nghĩa là áp lực. Rồi tremor, đúng không, tremors, đúng không, dưới dạng là danh từ đếm được số nhiều và nó có nghĩa là yeah, a shaking, tức là sự rung chuyển, lung lay đấy. Ok, những cái sự rung chuyển, rung động theo nghĩa đen ấy mà bạn ạ, literally ấy, tức là giống kiểu động đất thì làm cho nhà cửa bị rung ấy. Đấy, rồi, construction là sự xây dựng, built, đúng không? Ok, danh từ không đếm được này. Magnitude là một danh từ vừa không đếm được mà vừa đếm được. Nó có nghĩa là kích thước của một trận động đất, ok? Kích thước của một trận động đất, size, the size. Rồi, nào chúng mình sẽ cùng làm với nhau câu... từ câu 1 cho đến câu 4 nhá các bạn nhá. Rồi, nào mọi người hãy cùng cô Nhung làm từ câu 1 đến câu 4 nào. Ok, rồi, nào câu 1 nhá. Rồi, nào đầu tiên chúng ta sẽ đọc cái lời thoại của James này. So how about Italy? Do you have earthquakes? Bạn nghĩ sao về Italy? Sao Italy thì như thế nào? Bạn có ở Italy có động đất không? Thì bạn Agostino bạn ấy đáp là yes, because we have a few active dot dot dot, but mostly the quakes are minor, so we just get small dot dot dot. You hardly notice. Rồi, đúng rồi, yeah, có chứ. Bởi vì là ở chỗ chúng tôi thì vẫn đang còn một số cái gì đấy đang hoạt động. Nhưng mà hầu hết các cái trận động đất thì rất là bé thôi. Vì vậy chúng tôi thường là chỉ bị như thế nào đấy, rung lắc nhẹ, đúng không? Mà bạn khó có thể nhận ra. Thì câu 1 chúng ta sẽ điền từ gì? Danh từ nhá, danh từ đếm được số nhiều nhá. Cái gì vẫn còn hoạt động mọi người? Người comment nào? Nào mọi người comment nhanh cho cô nào. Nào mọi người comment cho cô nào. Chúng ta sẽ có là yes, volcanoes, right? Volcanoes, ok, những cái núi lửa mà đang còn hoạt động này. But mostly the quakes are minor, so we just get small, gì nhỉ? Cộng với danh từ đếm được số nhiều nào, small. Đúng rồi, tremors, đúng nhỉ? Ok, tremors, rung lắc, đúng không? Ok. Rồi nào. And major earthquakes, có những trận động đất nào lớn không? Well, it is possible to have a dot 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 of 7 or 8 earthquake. Yes. Chúng ta sẽ có một cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ well, có thể là sẽ có một vài cái một cái trận động đất mà có kích thước 7 đến 8 độ, ok? Thì đây chúng ta sẽ điền từ, đúng rồi mọi người nhá, magnitude, đúng nhỉ? Ok, magnitude nhá mọi người nhá. Ok, ở đây chúng ta có cái cụm đấy là a magnitude of nhá, nó có nghĩa là a size of nhá. Ok, rồi. James said caused by a seismic that come up to the surface. Chúng ta có từ seismic. Ok, trong sách thì in thiếu một từ, đấy là in thiếu chữ E này, mọi người hãy bổ sung cho cô thêm nhá. Rồi, seismic of earthquakes, tức là cơn địa chấn. Ok, cơn địa chấn này được gây ra bởi cái gì đấy, địa chấn mà gọi là ảnh hưởng đến cái bề mặt, dâng lên cái bề mặt, come up to, dâng lên bề mặt. Ok, cái gì mà lại dâng lên được hả mọi người? Danh từ nào đếm được số nhiều nào mà lại dâng lên được mọi người? Đúng rồi, chúng ta có từ waves, đúng không? Sóng, thủy triều, dâng lên, đúng không? Rồi thì câu 5, 6, 7 mọi người hãy tự làm nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bài 2.
Bài 2 thì người ta yêu cầu chúng ta trả lời câu hỏi What is your most favorite season? Thì trong cái câu hỏi Q-Cast thì người ta không đưa ra câu hỏi có dấu chấm hỏi như vậy. Người ta sẽ yêu cầu mình đấy là describe your most favorite season, miêu tả cái mùa mà bạn yêu thích nhất. Thì bốn cái câu hỏi ở trong slide là bốn cái câu mà người ta sẽ gợi ý cho mình trong cái Q-Cast đó, đúng không nhỉ? Which season it is it? Tức là cái mùa nào đó. Tức là bây giờ phải nói ra cái mùa đó đi, mùa thu xuân hạ gì đó, đúng không nhỉ? Rồi, what is the weather like in that season? Ở đây người ta yêu cầu mình sẽ phải miêu tả nhá, describe that season, miêu tả xem là cái nhiệt độ thì như thế nào này, thời tiết thì ra sao này, nhiệt độ khoảng dao động trong bao nhiêu độ này, xong rồi nó ấm áp hay là nó nhẹ nhàng, lá rơi hay cái gì gì đó nhá mọi người, miêu tả về cái mùa đấy này. Ok, câu hỏi thứ 3 đấy là why do you like it? Thì ở đây mọi người hãy liệt kê cho cô những cái lý do vì sao mà mọi người thích. Và mọi người có thể bổ sung thêm đấy là mọi người có những cái hoạt động như thế nào vào cái mùa đó. Ví dụ như có những bạn người ta thích mùa đông. Ở nước ngoài người ta thích mùa đông bởi vì mùa đông thì người ta sẽ có thể đi trượt băng, đi trượt tuyết được. Đấy là cái hoạt động mà người ta thích. Hoặc là đang có bạn thì lại thích mùa thu, đúng không? Bởi vì mùa thu thì cảm giác khoan khoái dễ chịu, đúng không? Cảm thấy thoải mái. Man mắc buồn gì gì đó, đúng không? Rồi câu D thì sẽ là how do you feel about that season? Đó, cái bạn cảm nhận như thế nào về cái mùa đấy? Bạn muốn cái mùa đấy nó làm sao nhỉ? Tức là ở đây thì thật ra cô nghĩ rằng nếu như các bạn có thể nêu ra được một cái kỷ niệm của mình gắn với cái mùa đấy thì nó sẽ rất là hay. Đó, ví dụ như cô bảo là nha, vì là kiểu tôi sinh ra vào mùa thu chẳng hạn, cho nên thật sự là tôi rất là yêu mùa thu theo một cái cách riêng. Đấy, đấy là cô cảm giác cô là đấy là cái mùa dành cho tôi. Tôi luôn cảm thấy có một cái gì đấy sao động, rất là dễ rung động vào mùa thu này hay là gì đấy. Kiểu như thế, tôi cảm thấy mọi thứ nó rất là positive. Đấy, kiểu như vậy nhá. Thì đấy là những cái cách để trả lời. Rồi thì ôn lại một chút thì đây chính là dạng câu hỏi part 2, đúng nào? Và thời gian chuẩn bị chúng ta sẽ có 1 phút và chúng ta có thể nói trong từ 1 đến 2 phút, đúng không nào? Và mọi người hãy cho cô biết xem cái thì mà chúng ta sẽ sử dụng ở trong cái đề bài này nó là thì gì nhá. Nào, chúng ta sẽ sử dụng thì gì ở trong bài này đây mọi người? Đúng rồi, chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn, đúng không nào? Present simple, right? Sử dụng thì hiện tại đơn nhá. Rồi và cái template của cô thì nó vẫn là như vậy thôi. Đấy thì mọi người có thể lại một lần nữa nhắc lại thì đấy là một cái suggested template. So I recommend you if you have no template to use. Đó thì nếu như bọn em không có nghĩ ra được một cái gì, không có template nào thì bọn em có thể áp dụng. Còn thật ra cô vẫn khuyến khích các bạn là create your own template nhá. Rồi, nào, cô sẽ lấy ví dụ này. Well, there are many seasons that I love about, okay? But my most all-time favorite one that I want to mention here is fall, mùa thu, right? Rồi, well, when this topic is raised, the first place that flashes back into my mind or that pops up in my mind right now is autumn. Đấy, ví dụ như vậy, được chưa nhỉ? Và tiếp tục là mọi người sẽ trả lời câu 2 và câu 3, câu 4. Và bài tập thì vẫn như vậy thôi. Đấy là mọi người vẫn sẽ viết cái câu trả lời cho câu hỏi này dưới dạng văn bản nhá. Cô không nghe được mọi người nói, nhưng mà ít nhất thì cô vẫn đọc được xem mọi người viết cái gì. Bởi vì những cái mọi người viết ra thì rồi mọi người cũng sẽ nói như vậy thôi, đúng không? Thì khi nói thì cô muốn là mọi người hãy tự tập ở nhà, đúng không? Và tự quay video và sẽ xem lại nhá. Mọi người quay video chứ đừng record nhá. Record thì nó không nhìn được cái trạng thái khuôn mặt của mình. Đó thì mọi người hãy quay video, sau đó thì xem lại. Để thứ nhất nhá, là mình xem là mình cái facial expression của mình như thế nào. Là mình có tự nhiên hay không, hay là mình kiểu học thuộc lòng, hay là kiểu mình học thuộc xong rồi mình nhớ cho nên là mình bị cứng đơ. Đó, thứ hai đấy là mọi người có thể kiểm tra xem là tại vì khi mình viết với khi mình nói là nhiều khi mình bị miss một vài từ, nhiều khi nó lại gây ra một cái sự đấy là sai ngữ pháp hay gì đó. Đấy, rồi thì mọi người sẽ xem pronunciation của mình ra sao, tự đánh giá bản thân xem phát âm như thế nào, có từ nào cần phải sửa, từ nào cần phải tra lại. Đó, rồi. Cô khuyến khích là mọi người hãy làm điều đó.
Bởi vì là khi mà mình nói thì mình không phát hiện ra được là mình sai gì đâu, nhưng mà khi mình nghe lại thì thật sự nhiều khi tôi không tin là tôi đã nói ra điều đó, đúng không? Ok, đó thì tất cả những cái bài hôm bà tất cả bài hôm nay thì nó đều xoay quanh một cái chủ đề mà chúng ta đã được biết rồi, đấy là wildlife. Và cô nhắc lại một lần nữa, đấy là đề này cực kỳ quan trọng, nó rất hay ra ở trong IELTS speaking và writing, cho nên là mọi người hãy lại sao nhỉ, immensely notice that, immensely focus to study that topic. Ok, cô cực kỳ là khuyến khích mọi người hãy học thật là nhiều những cái chủ đề liên quan đến cái những cái bài tập liên quan đến cái chủ đề này để trau dồi từ vựng nhá. Ok, rồi thì bài học của chúng ta hôm nay đến đây tạm thời sẽ kết thúc, và cô Nhung sẽ hẹn gặp lại mọi người trong một cái unit gần đây nhất nhá. Bye bye, see you.